thành một đồng xu thì sẽ như thế nào? Chắc chắn là mình sẽ chui từ túi người này sang túi người kia rồi. Hoặc là mình sẽ lang thang khắp các quán. Ví dụ như là quán gà rán nè, quán hamburger này, hoặc là quán pizza đúng không? Nhưng ngày hôm nay ấy, thì Hà Sam cũng tự hóa thân mình thành một đồng xu màu vàng luôn nha. Ơi siêu to khổng lồ. Thế nhưng mà ấy, Hà Sam sẽ không lang thang ở các quán đâu, bởi vì Hà Sam không có ham ăn. Nghe thì hơi giả dối đúng không? Bởi vì Hà Sam ham ăn nhất trời đời luôn. Và với cái đồng xu này thì Hà Sam sẽ đi đến đích là một ổ khóa. Thế nhưng mà trước khi đến được đích thì Hà Sam gặp được rất nhiều chông gai khó khăn kinh khủng luôn. Chính vì thế mà Hà Sam cần có sự giúp đỡ của 500 anh em. Đó chính là tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy dành ra 2 giây like video này cho Hà Sam, đăng ký kênh và nhớ nhấn vào hình quả chuông để ủng hộ Hà Sam có thể đến được đích nha. Ok các bạn ơi, đây là Hà Sam nè. Wow, bây giờ ơi mình đang ở level đầu tiên. Wow, đường gì mà nó không thẳng nè. Liệng à. Wow. Màu đỏ luôn nè. Mình thích cái cột màu đỏ. Tại sao mình lăn vào đấy lại chết được nhờ các bạn ơi. Eo ơi, mới ở level đầu tiên mà đã chết rồi. Rồi lại nè. Bây giờ Hà Sam đang ở một con núi, một con đường rất là cao luôn. Thế nên ấy, là phải đi hết sức cẩn thận nè. Đây, tránh cái màu đỏ này ra nha. Và lao thẳng vào ổ khóa nè các bạn ơi. Đến đích rồi, yeah. Let's go. Mới ở level 1 thôi, bây giờ vẫn cực kỳ dễ. Đến level cao hơn thì nó mới khó các bạn ạ. Rồi nha, tiếp nè. Next nè. Wow, ui, đồng xu của mình đây. Ui, lại lăn tiếp đến các ổ khóa tiếp theo hay sao các bạn. Ui, trên đường này có đồng xu nữa này. Rồi lại nha. Trên đường đi này ơi, hút đồng xu này được không? Đường gì mà sao khó khăn thế này. Bây giờ mình đang có 2 đồng xu đi theo mình rồi các bạn ạ. Rồi tiếp nè. Hơi chóng mặt một tí đây nè. Rồi để xem. Lượn năm này nè. Bây giờ mình có vẻ như là đã điều khiển được, hơi điều khiển được đồng xu rồi các bạn ạ. Rồi. Rơi luôn xuống hố luôn các bạn ơi. Rồi. Kiểu như là bây giờ mắt mình đang bị hoa ấy mà. Rồi. Bây giờ mình tỉnh rồi nè. Ok, mình sẽ cố gắng hơn. Yeah, mang cái đồng xu này nhá, đi lượn phải thực sự là cẩn thận luôn. Đấy. 3 này, 4 nè. 5 nè, 6 nè. Đến đích rồi. Yeah! Quá nhiều đồng xu luôn. Bây giờ mình có 9 đồng xu rồi nè các bạn ơi. Tiếp nè. Rồi, để xem lần này sẽ có khó khăn và vất vả gì. Mẹ ơi, nó hơi loạng loạng nè. Mình hơi chóng mặt luôn nè các bạn ơi. Rồi, yeah. Rồi, lên con đường bình thường nè. Nghiêng nghiêng ngả ngả. Trời ơi, cái đồng xu này đi rất là khó khăn luôn các bạn ạ. Đến đích rồi. Yeah. Tiếp nữa nè. Bây giờ mình có thể điều khiển được cái đồng xu này rồi. Ui, sao lắm nhiều chông gai như vậy nè. Làm nào mà tránh ra mấy cái bẫy này mới được. Bây giờ mình đi thì lại có đường nè các bạn ơi. Trời ơi, sao tự dưng ở đâu mọc ra. Mẹ ơi, khó khăn quá. May quá cũng đến được đích rồi các bạn ạ. Rồi, tiếp nè. Không biết lần này thì có khó khăn gì, bởi vì càng ngày thì càng thấy khó khăn này các bạn ơi. Những cái búa siêu to khổng lồ. Mẹ ơi, chết rồi các bạn ạ. Bị cái búa đấy nó đập cho đến bạch một phát là mình chết luôn. Lại nè. Ok, tránh cái búa ra. Đấy. May quá. Rồi, tránh ra. Ơi, những cái con đường này cũng phải hết sức phải tránh ra này. Những cái đồng xu này các bạn ơi. Bây giờ trong cái ổ khóa này của mình ấy cực kỳ nhiều đồng xu rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp nữa nè.
Đấy, bây giờ mình đã vượt qua được rất nhiều level rồi này. Đây là một cái cung đường. Tội lỗi. Chết luôn. Hình như đây chính là cái vùng đất màu đen. Thế nên là nó hơi bị kiểu như là đen đủi thì phải ạ. Rồi, cố gắng nè. Ơi, bao nhiêu lá trông gai đen này. Ơi, kinh quá luôn các bạn ơi. Wow, mình lượn kinh khủng luôn các bạn ơi. Yeah, trời ơi, sợ đây có mấy cái nấm nấm gì mà nó đen xì xì, xấu ơi là xấu. Trời ơi, mình cứ tưởng ở level này chắc chắn là mình chết rồi cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua. Yeah, tiếp nữa nè. Rồi. Tuy là gặp rất nhiều cạm bẫy, thế nhưng mà chơi rất là thú vị luôn các bạn ạ. Ui, cảm giác nó gay cấn. Lại nè. Rồi, lần này mình sẽ phải cẩn thận nè. Đây là những cái cạm bẫy màu cam. Màu cam. Rồi, qua được những cạm bẫy đầu tiên rồi các bạn ơi. Rồi nha. Rồi, Wow. Rồi, yeah. Ui, cái đường này nó rất là cong luôn. Hả? Qua rồi. Rồi, pháo hoa ấy gọi là ấy, bắn tưng bừng, bắn tung trời luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp. Rồi. Nào, để xem phần tới sẽ là những khó khăn gì. Cái này á, cái bẫy này á giống như là cái cửa luôn các bạn ạ, cái quạt. Rồi. Đấy. Ui. Mình đi gần đến nơi rồi, chúng mới rơi những cái bẫy xuống. Thì làm sao mà mình hứng kịp cơ chứ. Lại nha. Nào, rồi. Mấy cái bẫy đầu này thì đơn giản thôi. Đấy. Rồi, lượn sang bên này nè. Đây, bây giờ chúng mới rơi như này các bạn ơi. Rồi, Wow. Yo, đấy. Hình như con đường ấy càng đi thì nó lại càng mở rộng ra thì phải ấy. Ôi. Ơi, bẫy nè, kinh chưa. Ôi. Ở đâu nó mọc ra, tự dưng mày mọc ra mấy cái đồng xu màu đỏ nhở? Nó chính là cạm bẫy đấy. Yo. Yeah! Qua rồi. Ôi trời ơi, mình thoát tim quá ấy các bạn ơi. Rồi tiếp nha. Để xem nào. Ha. Bây giờ thì là cạm bẫy màu xanh tím các bạn ạ. Rồi. Mấy cái trông này mình rất ghét. Trời ơi. Ôi mẹ ơi, sao mà nó lắm trông gai như vậy nè. Trời ơi, lượn sang bên này. Wow. Đến đích rồi, thế nhưng mà còn có mỗi hai anh em thôi. Bây giờ đồng xu của mình thì đang vàng các bạn ạ. Mình sẽ đổi thành một cái khác. Ok, yeah. Đổi thành hình người này á thì sẽ mất 20 đồng tiền vàng, thì mình sẽ đổi nha. Ok, đổi luôn. Oh yeah. Xem nào. Wow. Ui giời ơi, chóng mặt quá mẹ con ơi. Đây. Sao cái kia nó liệng vào người mình thế này. Rồi, ok, đây là những cái búa đen này các bạn ơi. Tránh nó ra nha. Lượn nè, tránh nó ra nè. Rồi. Ok, hình như là có con người ấy, nên là kiểu như là ấy, mình thấy cố gắng hơn, yên tâm hơn thì phải. Rồi, đến đích nè. Wow. Yo, tiếp nữa nè. Rồi, ok. Úi giời ơi, chóng mặt quá. Đây là một cái tháp các bạn ơi. Trời ơi, đằng trước kia là một cái tháp kìa. Ui, né. Ui, có rất nhiều đồng tiền vàng ở đấy, thế nhưng mà mình không thể lấy được. Wow. Trời ơi, sao mà khó khăn thế này. Liệng ơi. Rơi luôn xuống vực các bạn ơi. Điều khiển cái này á thực sự là khó khăn. Nếu mà đồng xu của mình bình thường ấy mà lăn như được dài như thế này á, quá là siêu, quá là đẳng cấp rồi còn gì nữa. Rồi, cố lên nào. Cố lên. Wow. Đấy, tránh cái ra. Ok nè. Yeah. Oh yeah. Đấy. Rồi. Tiếp nè. Sao lại rủ nhau anh em xuống dưới làm cái gì? Điên lắm rồi nha. Nào, lại nào. Lần này mình sẽ phải cẩn thận hơn, cố gắng hơn. Đây, ở đây có đồng tiền vàng nè. Ok. Lên dốc nè. Oh yeah. Oh.
Wow. Cái đường ở giữa kìa. Yes. Yeah, cố gắng lên. Yo. Wow. Ui, đường rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Eo mém tí nữa là mình cũng rơi xuống vực luôn rồi nè. Wow, đến đích rồi. Yeah. Yeah, các bạn ơi, vậy là Hà Sa mới vừa có một trải nghiệm biến thành đồng xu các bạn ạ. Đi vòng quanh và vượt qua được tất cả các chướng ngại vật luôn. Thế nhưng mà ấy, vã hết cả mồ hôi. Eo ơi, cái game này phải gọi là cực kỳ khó luôn. Các bạn ấy hãy thử chơi game này xem đến level từ bao nhiêu nha. Bình luận xuống bên dưới cho Hà Sa biết với nha. Để xem ấy là chúng mình ấy level có giống nhau không, hay là các bạn cao hơn hay là thấp hơn Hà Sa. Và video của Hà Sa đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các